Vâng, trận thi đấu tiếp theo. Màn hình máy của game thủ Hoàng Mai Nhi, người cầm Ezip. Vâng, Egypt là của Hoàng Mai Nhi. Bãi quả phụ đã tìm thấy một thế nhà tương đối ổn, khá nhiều rừng và một thế nhà có thể nói là đánh cung được. Vâng, có thể bo nhà và đánh cung được, khá dễ bo, không đến mức quá phức tạp. Đối với game thủ Hoàng Mai Nhi, hai bãi quả phụ đã được tìm thấy rồi. Gỗ đã đủ để thiết kế chiếc BG thứ hai. Hoàng Mai Nhi đang cắt nông dân ra, ăn bãi quả phụ xa trước, sau đó mới đấy tính đến bãi quả phụ gần sau. Vâng, nông dân bãi quả đầu đang đứng chơi khá nhiều. 25 nông dân và quyết định nhả dân. Hoàng Mai Nhi trận đấu này đang vâng thi đấu có thể nói là tạm ổn. Sẽ là một bài 8 vâng 80x của Hoàng Mai Nhi. Kích thôi. Vâng, kích rồi. Như vậy là sang đến 81x thì Hoàng Mai Nhi mới kích. Hơi bận tay một chút với vâng với cái bãi quả này. Đóng BS ở vị trí vừa rồi là một BS hợp lý. Vâng, một vị trí hợp lý. Còn cánh rừng già phía trên nữa. Chữ lượng gỗ của game thủ Hoàng Mai Nhi không phải là ít. Nhưng chúng ta cùng xem Hoàng Mai Nhi lựa chọn giải pháp đánh gì. Vâng, BB ở phía dưới này. Thêm một voi và Hoàng Mai Nhi vẫn không bận tâm đến điều đó. Vâng, dường như là Greg và Hồng Anh thì phải. Soi quân là quá nhanh. Vâng, Egypt thi đấu với Greg không có quá nhiều điều để nói về kèo đấu này. Cán cân về quân là lệch hơn hẳn. Nếu là Greg thì là lệch hơn hẳn về phía Hoàng Mai Nhi. Vâng, quyền tự quyết Hoàng Mai Nhi sẽ quyết định. Vâng, Hồng Anh được sống thì Hồng Anh sẽ sống, và Hồng Anh muốn chết thì Hoàng Mai Nhi sẽ cho chết. Vâng, BL. Như vậy là dường như là Greg thật rồi. Vâng, đánh chém vào những thời điểm đầu trước. Cần thiết đóng phủ. Vâng, kích đời. Vâng, nâng chặt gỗ thôi. Đúng rồi. Vâng, vẫn nâng chặt gỗ như bình thường. Sau đó thì đào vàng, đào viếc. Sau đó làm 4-5 chiếc P. Nếu Greg thật thì tầm 4-5 chiếc P thì hơi quá. Tầm 3 chiếc thôi. Vâng, bò cắt ngang qua bên nào. Cắt ngang qua nhà chính luôn. Vâng, kéo nông dân ra giữa bản đồ. Ăn hoang. Không, như vậy là kéo về nhà rồi. Lượng vàng tăng lên rất nhanh. Các bạn có thể thấy là nông dân Egypt đào vàng là cực kỳ hiệu quả. Xong, như vậy là Hoàng Mai Nhi đã tự khung cho mình một cái hốc ở phía trong này. Vâng, 1P nâng bánh xe luôn. Vâng, Hồng Anh kéo rất nhiều nông dân lên phía trên. Rất nhiều nông dân. P đã được thiết kế sắp xong. Thôi xong, một chiếc BA đã được thiết kế. Và Hồng Anh có đập đến mấy đi chăng nữa thì vẫn không vào ở phía trong. Vâng, Hoàng Mai Nhi rất tinh tế trong việc bò e, không thể chém xuyên trong tình huống này. Vâng, hai chiếc ruộng ở phía trong và một con P sản ra.
Ô, hù được con lạc đà luôn, nhưng chém thì cũng mất. Như vậy là một tình huống 1-1. Lạc đà đối với chém hơi thua thiệt một chút, nhưng Hoàng Mai Nhi đi à, xin lỗi các bạn, là Hoàng Anh đi sai rồi. Và tỷ số là 1-1. Chúng ta hãy cùng chờ đợi trong ít phút nữa đến với trận thi đấu tiếp theo.